Ukraine sẽ sớm yêu cầu gia hạn thỏa thuận cho phép nước này xuất khẩu ngũ cốc. Một quan chức cấp cao nước này hôm 22 tháng 2 cho biết sẽ đưa ra đề nghị trên tới Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc trong tuần này. Đây là các bên trung gian tổ chức sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vào mùa hè năm ngoái để cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ 3 cảng. Sau đó, nó được gia hạn vào tháng 11, nhưng sẽ hết hạn vào giữa tháng 3 trừ khi được gia hạn lần nữa. Giờ đây, Ukraine cho biết họ sẽ đề nghị gia hạn một năm vì thị trường nông nghiệp cần một nguồn cung chắc chắn và ổn định. Nước này cũng muốn tăng số lượng các đội kiểm tra tàu để giúp tránh tồn động. Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga cản trở các cuộc thanh tra, dẫn đến việc giảm số lượng hàng xuất khẩu. Moscow phủ nhận tất cả các cáo buộc như vậy và khẳng định họ đang đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận. Ukraine là nhà cung cấp ngũ cốc lớn trên toàn cầu, nhưng xuất khẩu của nước này đã giảm hơn 1/4 trong mùa vụ vừa qua do ảnh hưởng từ mùa vụ thất bát và những khó khăn về hậu cần vì xung đột với Nga. Theo thỏa thuận hiện nay, nước này xuất khẩu khoảng 3 triệu tấn sản phẩm mỗi tháng. Tuy nhiên, các quan chức nói rằng con số đó có thể tăng lên 8 triệu tấn nếu có thêm nhiều cảng được đưa vào thỏa thuận. Ít nhất 30 triệu tấn ngũ cốc được cho là đang nằm trong các silo chờ xuất khẩu. Hiện chưa có mốc thời gian được ấn định cho các cuộc đàm phán về việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.